chào anh em nha. Bữa nay mình tiếp tục đi săn chuột ban đêm nữa anh em ơi. Này mấy lớp trước mình cũng đi săn hoài nhưng mà có chuột ít. Hôm nay mình đi nhưng cũng như mọi khi, nhưng mà không biết có hay không, nhưng mình sẽ quay lại những cái lúc mà săn chuột cho anh em xem. Đây mình có trang bị cái đèn. Cái điện thoại mình gắn chiếc ngực cho nên quay bằng đêm thì nó cũng hơi tối, cho nên anh em xem cũng thông cảm. Nếu hay thì nhớ like hoặc đăng ký kênh Nông Dân TV của mình. Giờ mình sẽ bắt đầu đi nha anh em. Giờ mọi người đi trước rồi, mình ở đây mình mới chuẩn bị. Còn một người nữa đang ở trong nhà. Thì ra sao? Đây. Ủa này đâu vậy? Nó đi quanh kia hết rồi. Nó không lấy đèn nó theo trời. Nó đội anh đậu cái gì mà. Cái đèn nó chụp. Lắm. Chết rồi, nó chết rồi. Chết rồi. Má chuột tơ chủ nuôi trời. Kìa. Rồi không sao. Đây hai con. Mình đang lỡ. Cắn mày đó. Tao hai con đây tao. Đi đi cho nó đi đi, tao đi theo nó, tao quay phim mà. Mấy mày cứ lo đập đi, cây tao gãy rồi. Đập tay trái mà cũng gãy cây. Đây hai con. Chính hai con luôn. Ở đây có cái mương hả? Mương này tát là hết sảy. Nó không có lậu qua mương nào, không vô trong mương. Nó không có nhảy qua mương. Đưa bao đây Tùng ơi, tao cầm cho Tùng ơi. Tao cái cây tao gãy rồi. Đi căng căng ngang ở chung với mấy người kia. Quẩy bao mà đi ngoài kia không có đâu, đi theo mấy ông này. Chủ yếu mình đi lùa thôi. Thấy hàm không? Có không đập dữ vậy? Đây là hai ba con chạy vô nè, dưới giò mày đây, dưới giò mày kia. Đó, kìa kìa kìa. Nghe chuột nhiều. Đây chuột đây. Ở ngoài nó chạy vô quá trời luôn. Đây nè, đây nè. Trời. Lấm tùm, nhặt. Con nữa. Lột lá hết, lụm chín chà. Ở ngoài nó chạy vô qua hai ba con lượt bỏ hụt. Đồng ở ngoài nó lùa vô đó, vừa vừa đó. Tôi cầm bao làm tình báo cho có tôi chỉ. Kìa, ngoài kia mấy tay nữa đang lội kia. Đây. Đây một người. Đây đây con nữa nè. Trời ơi đi đá luôn, mới nhảy ngàn giò tao đá luôn mày. Hai con. Nó nó. Có rồi, vô rồi, vô rồi. Chụp chết cái gì đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây em tìm rồi. Rút đâu rồi? Mất dấu. Tiêu kỹ đập cả ngay đó luôn. Đó, ngoài Tùng nãy giờ ngoài Tùng chạy vô nhiều quá, nó lụa ngoài vô. Chụp luôn rồi, chụp luôn rồi. Dính, 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 dính. Hàng cùng. Hàng cùng cái gì chạy ra. Thôi trời cây gặp cây trời. Nó chụp quá. Trời 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 chạy ra ba. Chạy đủ mẹ. Chạy. Nè không 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 nè, không. Không. Rồi kìa, đi kìa. Nó động đậy trong đây nè. Nó động đậy trên này cho chị vô đây ơi. Đó đã thử. Rồi, lần ba. Trong đây nè. Nó động đây nè. Đó, 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 đó. Rồi, xuống sông. Đây con. Ngoài nó đập là chạy vô nó bay nữa. Kéo đi để thôi nó cắn bao. Có đường nó chạy vô, ngoài nó đập chẳng nó chạy vô đó. Không có vậy. Không có chạy vô đây hả? Mấy thằng nãy nó mới chạy ngập. Đây nè nè. Đó, đó, đó. Đây, 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 đây. Nè, 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 nè. Nó đập không còn mình tí đi. Bum, bum, bum. Rồi. Đập không rồi đây. Cỡ nào cũng cũng không có lọt còn. Nó sao mà. Đầu chuột nái mà. Ừ, bữa đầu cũng chuột bự bự không. Nhẹ thôi, lùa lùa nó vô. Chuột nái gì cứng nhắc. Dính nguyên ổ không. Chuột mẹ thêm mấy chuột con. Con gì
gì mà chạy tới ham vậy? Rồi. Ở đây nè, sau lưng kìa, nó, chỗ đây. Ở đây nè. Cây không nhào mấy dính tay. Đúng rồi. Dính không? Đập đó đừng, nó chụp đó đừng có đập, nó dòm luôn rồi, ra đây luôn rồi. Nó. Đó chạy lên đó kìa. Trời, dưới này con mới chạy lên sau rồi. Nó còn nhánh nào bẻ đại nhánh bự đi. Nó cái nhánh đó đó. Ừ. Nhánh trên tay nè. Bẻ đọt luôn. Dính. Dính. Nó mới đây nè. Tôi giờ biết chơi nè, từ từ thôi. Dục. Trời tức. Tiếp gì? Không thấy tôi có rảnh không? Tôi chạy nhanh quá nó. Nó đang nó đi ngang cái giò tao luôn chứ. Dính. Quay. Đây con này bự nè. Trời ơi. Trời ơi nhảy lên luôn. Nhảy xong rồi. Lên kìa. Trời ơi. Quá trời luôn anh em. Quá trời. Nó. Vô bà. Không có cho thoát được. Lưu bộ đây. Nhiêu đây nè. Nhiêu đây xuống cho anh em xem. Thì nãy giờ mới có hay ha, dễ gì lưu rút luôn rồi. Kìa kìa, bỏ con này đi. Dính không? Quất dính. Chụp luôn. Còn nữa con bự, con này bự còn kia nữa. Rồi. Dính không? Đây để một con nữa. Lên đây. Đó. Đập bay bụi luôn. Lục cái đàn luôn. Đâu rồi, đây. Trời ơi, đập chóc đuôi luôn. Đây nè. Bỏ vô đi. Hàng. Chú hàng hả? Nè, con. Vô một em nữa. Nãy giờ cũng nặng nặng nha. Trên 2kg rồi đó. Trời ơi, ít. Cốc. Cốc. Đây. Cốc nha. Cốc chứ không phải là ít, phải ít là mình lụm luôn rồi. Nhà tôi không có tay nha. Tay. Tay bỏ vô. Ướt như chuồng lọc luôn. Ướt như chuồng lọc luôn. Máu quá trời máu. Bây giờ có dính mình không? Vừa đi, vừa cầm theo cái bao đựng chuột, cho nên đi không có kẹp người ta. Cố gắng mình đi xiết rồi về trên em xem. Trời ơi, nó chạy còng còng cái bờ gánh lắm nó. Okay. Đứng yên một thằng dòm. Nó đập chân nát nhừ chuột quá anh em. Ba bốn năm thằng nó giết con chuột. Này về. Đây một con nữa. Cũng la làng đắng rồi kìa.
xa quá không biết đường. Chuột bự ha. Bự con đây nè. Chết chưa? Bỏ vô. Đập cho chết đi. Chạy xuống nẻ là rồi. Nắm đuôi đi nha, tao không có đi qua đi lại đâu nha. Đó nè, chạy lại hai ba con kìa, hai ba con luôn. Trước mặt nè. Đào vô hang luôn. Chở luôn bằng cánh thông, chở luôn thông. Đây, chuột con. Con nhỏ. Đâu rồi thông? Nó nhiều người rồi đó nè. Được không? Cái rồi, cái rồi. Cái rồi, cái rồi. Nè. Dứt. 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 Hai ba đuôi luôn kìa. Dứt con bự, dứt luôn. Mấy thằng nặng nó coi sao mà chạy lại dữ vậy? Trời ơi, chuột giấy bự kìa. Chuột bự nè. Xin nắm đuôi luôn. Ghê ra ngoài các bạn. Quay, quay, quay. Đây con nữa. Ông đứng đằng cạnh. Đây nè, con nè. Đó đó. Trời ơi, đập nát nhiều chuột luôn. Ê, đó là. Đó. Đó. Vô lên nè. Bắt chưa tao? Bắt cây vô cây. Kìa, nó dùng 4 con. Còn đồng nữa kìa. Còn cái cây vô thử rồi đi. Bự đó. Bự đó. Té rồi, té rồi. Đó, trời ơi, ba thằng dí bánh. Đạp không dính mà đạp vô. Bánh gãy sống hết. Đây. Hai con kinh khủng vậy. Con cứ động ở ngoài chạy gom 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 chung chung luôn. Nào chạy nhà xách cái lan đi. Cái đạp mà này không xỉu. Cái đạp không lý. Mấy hàng chuột còn một người đào 4-5 người canh lên nè. Sao cái gì không? Nó không gõ thôi. Ờ, chỉ đi bỏ đi. Tới gõ rồi. Rút rồi hả? Nè. Đây 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 đây. Vừa văng chuột luôn. Quay cái coi, quay cái coi. Đó. Đây, quá bự. Chuột. Mùa này nhiều chuột lắm rồi nè. Nhảy ngược cho bò không à. Chạy nhảy ngược cho bò không. Rồi nó không đủ má cầm thang rồi không lèo quá không. Dính không? Chạy rồi, chạy rồi. Đây, chìm đập vô tay. Thôi vô lại. Trở lại anh đó. Đó, đó, đó. Mấy con luôn. Đó, tới đây nè, tới đây nè. Sao á, nó đang đập hệt hệt đằng đó. Hào chụp như thú môn vậy luôn. Mấy con lên. Ba ông, đừng có thấy nữa đâu. Đây, ba bốn con một lượt. Vô hàng cái gì rồi? Hả? Vậy? Đó. Đây đây, nhảy nhảy nhảy. Đó 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 đó. Đây 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 đây. Đừng có đập, người ta đang chụp. Người ta đang chụp. Bước cái là lội về luôn. Bước cái là lội về luôn. Ừ, quá trời máu rồi. Sao rồi? Đóng. Quẩy quẩy một tay mỗi tay luôn. Giờ nó đã. Có không? Hình quá nãy giờ mới được chứng. Đang quay. Có chứ, bữa rồi lụm mười mấy chứng mà. Ừ, chứng me, chứng mềm xèo vậy. Vịt non, chuyến này bỏ vô đây chắc bể quá.
Trời ơi, lụm cái trứng này chi trời ơi, nó mềm xèo, bỏ ở đây bể không? Bể không Nam, bỏ ở đây bể không? Cái gì nó mềm quá. Oh, đồ đạp giò cũng dính này nghe. Có thấy không? Đây, một đùm luôn. Lên bờ, lên bờ, lên bờ. Rồi vô hang. Bóp đầu nó, thôi vô đây nó cắn bao. Đây, con mình vừa quay phim, vừa quẩy bao mà cũng dính chuột đó nha anh em. Phải coi thường nha. Có không? Vô đây một em nữa. Quá trời rồi. Sẵn đây mình dòm kiếm trứng vịt luôn. Nước này dễ quá trứng lắm nè. Tại vì vịt ta thả đi cho ăn ngang đây á. Nó mê chuột lên bờ đó. Như tiện cây. Không mình hỏi không nhớ đâu. Thành vậy không? Được không? Rồi đang bự ha. Dính rồi. Bắt đầu. Dính không? Này, ai không có cây, cho cây. Chút lên đó. Bóp đầu chạy. Nó trời máu, quẩy dính đồ quá trời. Quá trời bự luôn. Quá trời bự nghe nè. Đó, rồi bỏ vô. Có một cái không? Nè con. Chuột vô lia lẹ, vô liên tục luôn em ơi. Quá trời máu rồi. Mình xỏ cái lỗ rồi mình quẩy. Xỏ lỗ rồi mình quẩy chứ quẩy. Quẩy cái bao. Trứng hả? Có không? Ê đây 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 đây. Kìa 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 kìa. Đâu kìa, đâu kìa, chụp. Chụp luôn. Dính lưới. Dính lưới. Nó chuột á. Nó là dữ vậy. Nó chuột á. Nó chuột cũng có mà dính chúng cũng có. Nó chuột rồi. Cậu sao quẩy luôn rồi. Nè, bỏ vô. Nó dính máu quá trời, đâu có lôi được. Cái bao quá trời máu rồi. Dính đầy mình chơi nè. Kìa, chơi kìa. Cái đó nó còn sống, còn sống. Trời ơi, nhừ luôn rồi. Giờ mình đập chuột xong mình đi vô anh em. Cũng 21:30 rồi. Đây một bao nè. Bây giờ tối quá biết vô trong mình coi khúc nào sáng sáng mình để cho anh em xem. Tối quá thì anh em thông cảm. Giờ chồng mình cho đổ ra cho anh em xem cái này. Đi bắt được con cò cuốc gì. Đây, cò đây. Mỏ nhọn quá. Bao sách không nổi luôn. Đi ngoài nè. Chó nó chạy kìa. Về cho anh chị em xem. Đây, bao. Có thao không? Đổ ra. Cái thao bự rồi, lấy thao bự vô. Lấy thao vô đổ chuột ra. Ghiền bài lắm, nhiều bánh bài trời.
trứng nha, để bẻ trứng nha. Đây giờ đổ chuột nha anh em. Quá trời mình quẩy cái tay chân. Bắt chuột về nè nha anh em. Giờ đổ ra xem. Ơ đổ ra nhảy hết xem. Con nào sống mình đập. Ôi chạy tùm lum á. Chuột đâu? Bông, bông thủ bông. Đây. Quá trời luôn nè. Có số đây. Cái này chừng 7-8 kg rồi. Đây là thành phẩm của mình nha anh em. Lấy cái đây nhiều chuột đây anh em thấy không, quá trời luôn. Thì lấy cái gỗ ra lựa trứng nha. Đây chuột đây anh em thấy cái tay mà quá lớn mà chuột nhiều đó. Thôi mình xin phép dừng video tại đây nha, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đây trứng này nó mềm như là bánh lông vậy đó, nhưng mà nó không bỏ vô nó không bể. Chính rồi mình xin kết thúc video đây nha.